Người thực sự thông minh không bao giờ chia sẻ 5 điều này với người khác, đặc biệt là điều thứ 5. 1. Không chia sẻ tình trạng tài chính của bạn. Đừng phô trương sự giàu có của mình. Dù bạn nghèo hay giàu cũng không thành vấn đề thật xui xẻo nếu bạn để người khác biết về tình hình tài chính của mình. Nếu bạn nói quá nhiều, người khác sẽ ghen tị với bạn. Nhiều người sẽ hỏi vay bạn. Nếu bạn nói quá ít, người khác sẽ coi thường bạn. Dù bạn có nói gì thì cũng không đúng. 2. Không chia sẻ kế hoạch của bạn cho bất cứ ai. Im lặng và làm khi bạn có mục tiêu. Hãy âm thầm làm việc để đạt được mục tiêu. Điều này giúp bạn dễ dàng thành công hơn và mang lại cho bạn cảm giác thành tựu lớn hơn. 3. Không chia sẻ đời sống tình cảm của mình. Nếu bạn nói về nó với người khác một cách dễ dàng, thì nó sẽ trở thành chủ đề để người khác bàn tán sau bữa tối. Điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Khi trưởng thành, bạn phải học cách giải quyết cảm xúc của mình một cách im lặng và sau đó nở nụ cười với người khác. 4. Không chia sẻ mạng lưới quan hệ của bạn. Những người muốn chứng tỏ họ mạnh mẽ bằng việc khoe khoang về việc biết ai đó, hầu hết họ không có khả năng thực sự và rất phiền phức. Ngay cả khi bạn thực sự có, chỉ cần sử dụng nó cho mình. Một khi nói ra, sẽ dễ dàng gây ra rất nhiều phiền toái. Chỉ bằng cách khiêm tốn, bạn mới có thể tiến xa hơn. 5. Đừng chia sẻ điểm yếu của mình và đừng bao giờ để lộ những con át chủ bài của mình. Bạn cho rằng làm như vậy có thể đưa hai người thân nhau hơn và nâng cao mối quan hệ. Nhưng nếu sau này bạn gặp phải xung đột lợi ích, người biết điểm yếu của bạn chắc chắn sẽ sát mũi vào vết thương của bạn và dẫm lên chúng. Đừng bao giờ thách thức bản chất con người bằng lòng tốt của chính bạn. Cuối cùng, bạn sẽ chỉ thua thảm hại.